kể cho nó chèo. Không. Khổ nỗi thanh niên, thanh niên bị rồng quay. Kệ nó. Mày ngon mày thả đi. Thôi đi xuống dưới tầng, đi xuống dưới tầng ghé nó vào trong chuồng ấy. Đi xuống dưới tầng. Đấy, cõng nó xuống. Kinh vậy, thả nó ra đi. Em cứ đi xuống dưới chuồng ấy. Nó cõng. Mày vào đây đi. Đi xuống dưới chuồng. Em cứ đi nhanh xuống dưới chuồng. Tầng 1 á? Ừ. Bảo nó đừng cắn vào cổ em, mà không muốn biến thành rồng đâu. Biến thành ma cà rồng luôn. Sao anh tắt rồi, anh lại bật? Rõ như kiểu nó đang được em cõng ra. Rồng ơi. Mày đang ở đâu đấy? Mày đang ở chỗ nào đấy? Cho nó bắt chuột. Em sao em cho được? Cái gì ghé vào bạn là sao? Ừ.